Tối ngày 6 tháng 10, Dương Triều Vũ và Phương Trang, em của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, báo tin bố ruột vừa qua đời. Động thái kỳ lạ này của họ khiến dư luận vô cùng xôn xao. Dương Triều Vũ nhắn nhủ, thương và suốt đời mang ơn bố. Trong khi đó, Phương Trang thì nghẹn ngào, bố ơi, con hãnh diện vì được là con gái của bố. Cả đời này, con mang ơn bố, bố ơi. Con trai Hoài Linh hiện đang ở Mỹ, không thể về chịu tang ông nội. Anh chàng cũng đã đổi ảnh đại diện thành tấm hình chụp cùng ông. Báo tin đến với mọi người, trong khi đó Đàm Vĩnh Hưng thay avatar để tưởng nhớ đến bố đàn anh. Nam ca sĩ vốn rất thân thiết với gia đình Hoài Linh, được bố mẹ nam danh hài xem như người trong nhà. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp để lại lời chia buồn đối với gia đình nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Được biết bố ruột của nam danh hài vừa qua đời hưởng thọ 86 tuổi. Vài tháng trước, ông phải nhập viện vì bệnh tuổi già. Các con đều lần lượt đăng bài cầu nguyện. Chỉ trong livestream cách đây không lâu, ca sĩ Phương Trang còn phấn khởi cho biết bố mình đã được xuất viện về nhà. Vì vậy, khi ông ra đi, khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều sao Việt như Hồng Vân, Nam Thư, Lệ Quyên, biên tập viên Trần Quang Minh, Pha Lê đều lần lượt gửi lời động viên, phân ưu với Tang Quyến. Bố ruột nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là người khá trầm tính, ít khi chia sẻ với truyền thông. Theo những lời tiết lộ của con cháu trong nhà, ông rất thương vợ con, đặc biệt dù đã gắn bó với bà xã hơn 60 năm nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng khăng khít. Các anh chị em trong nhà Hoài Linh thì vô cùng tự hào về bố mẹ. Dương Triều Vũ từng hãnh diện kể rằng, người này về Mỹ mà người kia ở lại thì sẽ có người bệnh. Người này đi chơi mà không có người kia thì sẽ nhớ da diết chỉ muốn về. Bố mình cũng khá dữ dội khi nhất quyết không cho mẹ học lái xe dù 20 mấy năm ở bên Mỹ. Để đi đâu cũng phải đi chung với nhau, đi làm cũng làm chung chỗ. Ghen gì mà ghen dữ vậy trời. Trước đây, bố mẹ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên những năm trở lại đây vì sức khỏe đã yếu nên ông bà ở lại thành phố Hồ Chí Minh để gần các con hơn. Hiện sự ra đi của bố ruột nam danh hài vẫn là cú sốc đối với mọi người. Hoài Linh vẫn chưa có chia sẻ nào chính thức về chuyện này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.